Xin chào các bạn nha, mình là Lê Văn Lộc đây. Và trước mặt các bạn đây là mâm cúng của ngày rằm tháng 7 nha. Mình sẽ review các bạn này. Ngày rằm tháng 7 thì người ta sẽ cúng cái gì? Thì sẽ có ngũ long ngũ mã nha. Đấy, có cái này là cái gì nhỉ? Cái này là cái gì bà chúa đỏ này. Thì là cái gì đó? Gọi là người ta gọi là cái gì nhỉ? Cái này đây là nón người ta gọi là nón gì? Lại quên mất là nón gì? Nón thúng quay thao nha. Nón thúng quay thao, và áo mã nha, nón trắng và áo đỏ. Thì đỏ là thường là đất, chúa là bà tổ cô, trắng là bà tổ cô, thường là như vậy. Để ở xanh đỏ tím vàng, mình không biết là cái điển tích ngũ long ngũ mã là gì, thế nhưng mà nó luôn luôn là năm cái màu như thế này, tức là năm nó không nhau được. Đấy, đại diện cho gọi là đại diện cho là ngũ ngũ hành. Đấy, đại diện là ngũ hành. Đấy, năm cái thà ngũ đấy, ngũ đây thì tương ứng như vậy thì có tương là năm bát chè, năm bát chè một đĩa xôi. Đấy, xôi thì ăn chung, chè ăn riêng. Đấy, tương là ngũ quả, ra bạn nên ngũ quả năm quả khác nhau. Mùa giò xôi là luôn đi cùng với nhau, và không biết bún là chắc để thay cơm rồi. Đây là tiếp là không biết tại sao lại có cả thần kim quy, cúng cả kim quy này. Đấy, xong rồi đến là thịt luộc này, trứng này, gạo này, muối này. Đấy, chắc là cái này để cúng cho ai, cho vong linh. Các ta gọi gì vong linh là gọi là cái gì mình quên mất rồi. Chung quy là những cái này nó là gia truyền, nó hơi khó tí. Đấy, nó có rất nhiều cái này thì nó là cái điển tích nó không rõ ràng và chính xác lắm. Trên này thì là có ngũ long, năm con rồng, rồng vàng, rồng xanh, rồng trắng, rồng đỏ, rồng tím. Đấy, năm con oán cũng năm chiếc nhá, oán năm cái, tức quy là ngũ hành. Đấy, đây là cách mà người ta thờ cúng ở đây, thờ kiến hiện tại đây. Đấy, chia sẻ với các bạn cái đoạn này nhá, chia sẻ vừa. Đấy, mình không biết là cúng cái này cái gì, gọi là sao cũng không ân rồi, là làm cái gì đấy, gọi là cũng gọi là cúng rằm tháng 7, mình chỉ biết như vậy thôi. Đấy, gọi là ngũ hết nhá. Đấy, thì chia sẻ với các bạn thì mình sẽ vào trong nhà rồi. Các bạn sẽ thấy trong nhà đây thì bao giờ cũng có mâm bồng này, rồi các ông bà ảnh sinh hoạt ở đây. Mình sẽ nghĩ là đây này, nhà có những người mất nào thì sẽ đủ đầy áo quần áo những người mất đó. Đấy, quả trong nhà sẽ không phải là ngũ quả nhưng ngoài thờ thiên ngày kia nữa. Đấy, thì đây là chia sẻ thôi, như vậy tức là trong nhà nó đơn giản hơn. Đấy, chỉ là cúng ngoài kia thôi. Hình như là mình đoán không nhầm là mẹ mình cũng cả long mạch nên mình có cả nhiều thứ thế này. Đấy, chia sẻ các bạn. Đấy, em mua cái này nấu cái gì không biết. Ớt to lắm. Thế cậu này nấu sao ấy cả? Củ chuối mẹ mua chưa biết. Củ chuối đâu? Gì đây? Củ chuối này thái chưa hay là cái gì đây? Chắc thái củ chuối đây là măng này. Chân gà kia. Luộc gà đây. Mẹ cháu thôi. Mẹ cháu không về luộc gà bằng củi này kia. Đây có khoai luộc mẹ thấy. Mẹ cháu nấu cả cháo, cả chè, các thứ nấu hết. Nấu năm thứ năm. Nhiều lắm, nhiều thế. Cúng cả long mạch hay sao? Cúng cả long mạch hay sao đây? Đấy, mẹ mình bán hàng mã này đây, giấy đây, cũng năm màu nhé, các bạn nhé, ngũ đấy, năm màu hết. Đấy, đây này trong này có bánh đa này, cúng chúng sinh này, bóng biết cúng chúng sinh các thứ. Đấy, quần áo năm màu hết. Đấy, giới thiệu các bạn đây là thầy Oanh đây. Đấy, thầy bây giờ mắt kém rồi, ít sớ. Thầy có đài loa nói kích giọng cẩn thận. Thầy hát thì hay lắm. Đấy, đấy. Thầy chất lượng cao đấy. Thầy viết sớ này. Chữ nho, chữ nhung thầy đọc được hết. Thầy đỉnh cao. Thầy bài nào thầy cũng chơi được. Xin chào các bạn nha, đây. Đấy, các bạn nhìn đi. Đấy, một chiếu luôn. Toàn mã đây. Đấy, bày ra đây. Vừa cũng ra tiền, vừa cung chúng sinh. Các loại trên đời. Đấy, rằm tháng 7 đấy các bạn ạ. Đấy, đấy, các bạn xem thầy đây. Thầy kia, đấy, thầy mặc áo đây. Mẹ mang cái cây phơi ra ngoài kia đi. Đấy, thầy đầy đủ đồ nghề luôn. Thầy không thiếu gì. Đấy, đấy. Thầy đây,
bác sư đấy. Đấy. Thầy hiểu. Đấy. Chú đâu? Năm xung một hào đóng tiền sai vào đây đi. Đấy. Gà quay nó ngang hay quay bằng 7 tí thì dư quá. Quay ngang. Thầy hạnh phúc lắm. Thầy làm cái nghề không ai tranh cướp với thầy cả. Một mình một nghề. Một mình một thầy nghề. Mượn đi còn không thèm nhận. Mượn đi. Anh ấy quả rồi, anh có đi được. Hoa mẹ này không chụp qua. Hoa hiện cái là không không đi Đồ Sơn nữa. Thế đấy. Con ông mẹ này hạ tập tấn mày mày 7 năm 18. Thế nào? Mình chơi cái trò luôn. Đấy, hương cắm nghi ngút rồi. Đèn nến rồi. Hương cắm. Đấy. Chương trình đầy đủ. Đấy. Thầy có chuối hả? Hả? Thầy này nó phải đẳng cấp nó khác. Thầy đẳng cấp thầy khó để lấy chiêu này là gì có lớn. Đây là của người Đồ Sơn rồi. Thầy ân tình ấy nhỉ? Bọn tôi đến là cũng còn người xa. Các bạn thấy thầy đánh chuông gọi vong đấy. Thầy đánh chuông gọi vong đấy. Đấy. Chuông đồng thầy mua mấy triệu của thầy, chuông gọi vong đấy, gọi là về, kinh lắm, sợ lắm, đấy, đấy thầy bắt đầu là, đấy, đấy. Đấy, phải hát hát, nhìn không? Nhìn không? Tôi cũng toàn chữ nhau biết rồi, hiểu rồi. Đấy, đấy. Đấy. Tiền 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 bé luôn. Đấy. Thầy cũng thầy cô đấy à, cô để mà xe ngoài đấy đi, để đằng sau xe cái xe đỏ đây. Đây thầy cũng xong rồi. Cô đây, cô cứ để tấp vào đây. Cô cứ để vào đây, cứ để nối vào đây. Úi dồi, cậu đây rồi.
Cháu hỏi thầy bao nhiêu tuổi? Thầy ông Cường cháu hỏi thầy bao nhiêu tuổi? Ông Cường ấy chưa có thời gian nói chuyện với ông Cường. Chưa có thời gian nói chuyện với ông Cường. Ông Cường, em ơi, đốt lùi vào trong này, đốt đấy cháy cổng của anh. Cái cổng này của anh là mấy tỷ đấy. Tiền tỷ đấy, cổng tiền tỷ đấy. Em lùi vào đây 1 mét nữa. Cháy cổng của anh, cháy hết sơn đấy, cái sơn này bắt nửa cháy hết của anh. Chết, cổng của anh giá trị lắm. Cổng tiền tỷ đấy. Đây, cổng này cả một công trình nghiên cứu và khoa học đấy. Hả? Đúng không? Em thấy cổng đẹp không? Cổng đẹp này em đốt mà nó cháy hết là hết của anh. Hả? Đấy, em đốt đi. Đấy. Đấy, em đốt đi, em vứt xuống. Em vứt xuống. Được rồi, em vứt cái khác vào. Được rồi. Em thả vào nhanh, nó cháy to đùng lên giờ. Cái này nó cháy, nó sinh ra để cháy mà. Cứ vứt đấy, cứ để cháy giờ. Nó sinh ra để cháy mà. Đấy, em đưa con ngựa vào giữa cái xong em vứt mọi thứ vào phát là ok ngay. Em ạ. À, em đưa con ngựa đứng ở giữa đây. Đấy. Không, em cứ đốt con ngựa nó cháy to đi, đốt mũ nó mới nhanh như. Đấy. Được rồi, em để nó đổ xuống được. Đấy, em đốt cái gì thì em đốt, cái gì trước cũng được. Đấy, nó cháy to rồi đây. Nằm xuống được. Cứ để nằm xuống được. Đây. Ô, đốt cháy cổng đây. Không, đốt nó cháy cổng mất của cháu. Cổng tiền tỷ của cháu. Em thả hết vào. Đấy. Hả? Kệ thầy gọi cái gì đấy. Đấy. Cháy rực nửa lên. Hả? Em cứ cho vào nó cháy to lên. Đây, kéo kéo gì ra đây tí nó bay nó bụi vào nhà. Đấy. Đấy, được rồi. Thế. Nó cháy đầu ù lên bây giờ. Đấy, được rồi. Đấy, được rồi. Được rồi, cháy rồi. Để yên đây. Đang cháy rồi. Đừng đè lên nhau. Được rồi. Kệ nó. Nó đang đứng em lại vứt vào nó đè nên nó khói ngu ngít đi. Em chả học vật lý giỏi cả. Vật muốn cháy nó phải thoáng mới cháy được. Em cứ cái này nó rộng này, em cứ đốt rộng ra hàng mét được, hiểu chưa? Đừng cho không đừng vi phạm vi na chuối, em cứ đốt rộng ra thôi. Cho nó cháy cho nhanh nên không người hàng xóm ta chửi ầm nên nó khét, hiểu chưa? Thế là hiểu chưa? Nóng lắm. Đốt rộng cho cháy nhanh ra. Em cứ tán ra. Em cứ tán và lan rộng ra. Thằng tí anh còn đốt rác nữa. Nhá. Tán rộng ra. Em nhàn vứt thêm con ngựa nữa cho nó tán ra đi. Cho nó tán rộng ra đi xong anh vứt đống rác vào nữa. Em cái con đấy em quay ngang nó ra để nó cháy rộng ra ngoài này chứ. Em đặt đấy, em đặt cái này vào đây. Thế cho nó tán ra đấy, tán dịch ra đây. Ơ, không sao đâu. Nhá. Đừng đè lên, em để nó tản. Không, để nó cháy, để nó tản ra đây. Đấy, được rồi. Tản ra đây. Em cho nó tản hết ra cho anh. Đấy. Đấy. Thế là xong chứ làm sao. Này. Có gì đâu, này. Đốt đấy. Cháy cho nó rộng rãi ra. Đấy. Không đè nén lên nhau, đè nén nó cháy không hết em hiểu chưa? Này, được rồi. Đấy, rộng ra như thế. Bác phải vào bác thu tiền nước của cháu ngay. Chết rồi, bác để ra triệu tiền. Bác để cho triệu tiền nước bác mới chốt số này cho làm sao có tiền để đâu. Chết dở. Gần đi năng đạo đầu là phố nô tệ đập của phố nguyên diện. Yêu quý chung chung ngã kịch thủy thì tận trọng.